Hai chào các bạn, hiện tại là 11 giờ ha, mình đang lên đây để là chỉnh lần cuối cái hệ thống tưới nước, vì hệ thống tưới lan nó rất là phức tạp vì nó phải điều và nhiều chậu, nó khác biệt với hệ thống tưới cây gốc ha các bạn ha. Hôm nay mình sẽ phân biệt là làm sao mà nó gọi là khác biệt các bạn ha. Tại sao gọi là khác biệt? Vì tưới lan là rất là nhiều chậu. Chúng ta không thể nào mỗi chậu chúng ta cắm những cái cây như vậy được. Ví dụ như giờ cái chậu này chúng ta cắm một cây thôi là mình đảm bảo luôn, có nước là cây sống thôi, không có sao hết các bạn. Đó, cứ mỗi chậu là một cây. Đó, mỗi chậu một cây. Còn nếu ví dụ như trồng hàng dài như hàng cao vậy đó, mấy cây cao phía sau, mấy cây tre, cây trúc phía sau á, thì chúng ta cứ khoảng tầm 40 xăng là chúng ta cho một cây, nó xè ra thì coi như là đủ nước, không có sợ nha các bạn. Nhưng nếu mà chúng ta trồng lan thì nó rất là nhiều chậu ha. Mình coi ha. Ở đây là còn ít đó, mai mốt sẽ treo coi như là chắc phải đầy hết trên đây nè các bạn. Vì vẫn còn dư chỗ. Kỳ rồi làm cái dàn lại thì nó treo rất là gọn ha. Nó dư chỗ, treo được nhiều tầng và tạo cái thẩm mỹ cao. Ở đây thì chúng ta thấy một điều rằng là khi tưới nhiều chậu chúng ta không thể nào mà cho mỗi chậu một cái được. Nên chúng ta phải có hệ thống phun nước mà mịn và xòe ra như vậy để cho nó tưới đẫm ướt môi trường. Nhưng các bạn sẽ bị một vấn đề, nó là gió. Ở đây gió tứ bề, có nghĩa là mỗi giờ mỗi ngày nó sẽ có hướng gió khác nhau. Thành ra là ví dụ như là ở đầu đó thì gió nhiều nè, đầu đó gió nhiều, khô mau khô, đầu này gió ít lâu khô. Nhưng mà có bữa thì nó lại thổi rất là nhiều, cái hướng này là cái hướng này nó sẽ mau khô. Tóm lại là mình phải làm cho nó trọn vẹn. Thì thực sự cái tính trọn vẹn nó khoảng tầm 95 đến 98% thôi, chứ không được 100%. Vì lý do là như vậy. Nên MyWe hiện tại giờ là tăng cường những cái chỗ mà ở cuối đó đó. Đầu cuối này. Và đầu này là lượng nước nhiều. Bốn đầu mà treo cây sẽ nhiều hơn, gió sẽ nhiều hơn. Đây các bạn coi ra gió đang thổi bạc đi đó. Nó đang thổi bạc cái hướng này đi nè, thì nó sẽ được treo nhiều cái đầu vét hơn, và phải mặc áo mưa và phải vô chỉnh trực tiếp luôn thì mới được các bạn, chứ không thể nào mà chúng ta chỉnh mà qua lo được. Và mỗi cái dàn tưới lan vậy, nếu mà lúc mà mình làm mà không có kinh nghiệm á, tưới tự động mà tưới phun vậy á, là mình bị chỉnh chắc cũng phải 5-6 lần, gọi là bị hành á, tức là lan hành 5-6 lần. Nhưng mà nếu chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta chỉnh khoảng 3 lần đó, 3 lần cứ phải chỉnh đi chỉnh lại để nó phù hợp. Thì sau khi chỉnh rồi lên được tới hệ số khoảng 98% thì là tuyệt vời ha đó. Và nó sử dụng rất là nhiều đầu bét khác nhau các bạn, không phải là một đầu bét đâu. Một cái là mình dùng cái bét xoay đó, các bạn thấy cái màu xanh xanh không, nó đang xoay á. Rồi ở trên là mình dùng đầu bét phun sương, vì ở giữa này nó ít có bị gió, gió bề nào cũng lợi hết, nên thành ra là mình làm cái phun sương 4-5 cửa hoặc là 7 cửa hoặc là 4 cửa là mình phun. Rồi hai bên tường này các bạn dùng cái bét, một bét thôi, nhưng mà bét phun sương mạnh, phun từ bên hông tường này nè xung qua cho cái vàng này là ok. Vì sao ạ? Vì hai bên còn nhà hàng xóm, chúng ta không thể nào mà phun 4 cửa 5 cửa mà ra nhà kế bên được các bạn, thì chúng ta mới phun từ bên hông chúng ta phun qua đó. Ở bên đây cũng bị vậy luôn ha, toàn bộ là phun qua hết để hạn chế tối đa nước xuống nhà hàng xóm. Hiện tại giờ để mình coi bên đây nó vẫn có nước xuống nha các bạn, vẫn có nước xuống nhà hàng xóm, nhưng mà hạn chế tối đa thôi chứ không thể nào được 100%. Hiện tại giờ mưa phun rất là nhiều nên mình cũng không có đưa vô trong vì nó sẽ ướt cái máy ha các bạn ha. Và cuối cùng là những cây lan, những cây kiển, những cây gì ở dưới đây nó sẽ được hứng nước rất là tốt nha các bạn, khỏi phải tốn thêm tiền nước. Và chủ nhà có lắp thêm cái hệ thống tưới tự động về phân, có nghĩa là hút cái bình phân này qua để đi nguyên cái dàn lan này luôn. Và chủ nhà có yêu cầu thêm để mình lắp cho chủ nhà là hút từ nước hồ cá này ra, và mình cũng làm luôn.
Có nghĩa là bình thường á, là nghe nói chủ nhà nói là hồ cá thì một thời gian phải xả bớt 2/3 hoặc là phân nửa lượng nước cũ đi. Thì lúc đó thường là xả bỏ, và xả bỏ rất là tiếc. Thì bây giờ sẽ dùng cái lượng nước hồ cá qua cái lọc, lọc thô thôi, để cho nó không có bị phân hay là rác lá đi theo. Rồi xong rồi nó sẽ đi theo cái này để nó tưới cho nguyên cái giàn lan chúng ta luôn, là tốt lắm các bạn. Tại vì nước cá rất là tốt ha, nước cá rất là tốt. Và tất nhiên trong đó thì vẫn có những cái ngừa nấm bệnh sâu rầy định kỳ thường xuyên, thì chúng ta tưới nó mới an toàn ha. Còn bình thường chúng ta pha thì pha vô cái hũ như vậy, thì chúng ta tưới đi theo hệ thống này, đi theo hệ thống này luôn nha, là lên luôn đó các bạn nha. Hiện tại giờ mình tưới cũng khá lâu rồi, mình xin phép cúp máy để mình tắt hệ thống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có nhu cầu về những hệ thống này, các bạn cứ gửi câu hỏi cho bên mình nha. Mình cảm ơn nhiều, cảm ơn các bạn đã xem, xin cảm ơn ạ.